Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại clip tiếp theo. Bây giờ tiếp tục mình sửa cái mic rod nha. Cái mic này nó bị cái lỗi là nó không có kết nối, giống cái mic lap vô nó mà kết nối mic lap, tức là cái mic cài áo nè. Bây giờ mình test thử cho bạn xem nè. Để mình chuyển qua cái cam zoom cho bạn xem. Giờ mở lên nè. Các bạn thấy không? Đang tìm kiếm nè, giờ để mình be lại coi coi được không. Để mình be với cái kia rồi. Mình be lại nãy mình đang kết nối với cái bên đây để mình test. Rồi để mình tắt lại. Mình be là cái này. Ok nè. Be là bạn thấy nè. Kết nối nè. Thấy không? Thấy sóng nó chạy không? Đó. Giờ mình rút cái mic lap ra nè. Đó, bạn thấy không? Rút ra nó mất luôn nha. Đó, nhưng mà nó vẫn có nói nè, cái biểu tượng pin nó vẫn còn nè. Đó, cái biểu tượng pin nó vẫn còn nè. Nè, sóng nó vẫn còn nè. Mà nó không có âm thanh. Rồi giờ mình tắt cái này đi nha. Cái này á nó bị lỗi ở trên cái mic này, mình đã test ở cái cục RX bên đây rồi. Nó bị trên cái mic nè. Mình test cái cục RX bên kia là nó vẫn vậy. Rồi để mình tháo nó ra. Cái này á, một á là nó bị chạm cái cổng, cái lỗ gắn mic mic lap nè, mic cài áo á, là cái cổng mình kêu cổng tai nghe cho nó dễ ha. Một là nó chạm cái cổng tai nghe trên đây, hai á là nó bị lỗi cái mic này, bị lỗi cái mic này nên là nó chuyển qua bên nó xài cái mic lap. Thì nó cái mic này nó lỗi hoặc là nó bị chạm cái cổng tai nghe nó cũng bị, hoặc là cái trường hợp nó nhiễu sóng, tức là cái phần sóng của bên đây nó không phát nữa. Các bạn thấy cái nãy mình có nói cái đèn phát sóng à, cái đèn kết nối à, nó không có sáng, không có chớp luôn nữa. Thì cái này mình sẽ nghiêng về cái trường hợp là nó bị chạm cái cổng tai nghe nè, là cổng gắn mic cài áo nè. Tại vì khi mình kẹp vô người á, cái mồ hôi đổ của mình á nó đổ vô, hoặc là người ta vô tình người ta làm ẩm nước vô đây, nó cũng hay chạm cái cổng tai nghe này, nó cũng hay bị. Thì mình làm mà được hồi cái kinh nghiệm mình là mấy cổng tai nghe này nó hay bị lắm. Đây hai chân này nó chạm với nhau nè. Mình quay đồng hồ cho các bạn xem. Đây.
cái chân hai góc này là chân tụi mình đây là chân mát nè đó. Quên cam quá. Đây, ngay chân này là chân mát nè, mình đo nè. Nó thấy nè, nó dài. Cái dài không nè ha. Rồi mình đo tiếp cái chân này nè. Nó có tổng trở đúng không? Rồi cái chân bên đây. Nó cũng có tổng trở nè. Chân bên đây. Chân bên đây, chân này nó không có rồi đúng rồi, tại chân này gắn vô nó mới có. Còn cái chân này nè. À, thấy không, nó dài không nè. Cái giác tai nghe thì không thể nào mà nó có hai chân nó chạm mát hết. Thì giờ mình đo hai đầu của hai chân bên đây nè. Đó, nó chạm về không nè, giờ mình đổi que lại nè. Đó, nó vẫn về không nè, là cái tai nghe này nó bị chạm nha. Nước có vào không? Mít này ra mình đi lấy cái mít của mình thử coi. Đây có cái mít TNVI để thử coi. Ok. Ngồi thử ra. Đây, con tụ này nó chạm mát nè. Đó, giờ bẻ bỏ con tụ này nè. Để thử bẻ bỏ một đầu nữa coi. Rồi ok. Rồi chào các bạn nha. Giờ thay bóng đèn nói xong rồi. Subscribe vào YouTube này, nhớ subscribe kênh nhá. Mấy bạn nhớ subscribe kênh nhá. Ok, nhớ.